Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, bị ảnh hưởng bởi bão Nisab, thành phố Guping, Quảng Tây đã mưa lớn trong nhiều ngày, gây lũ quét ở nhiều thị trấn và làng mạc trong thành phố. Từ 20 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, các thị trấn và thị trấn như Jinshong, Dongshin và Jitian trong thành phố nói chung mưa rất to. Một số khu vực đã xảy ra mưa to, mưa lớn. Trong số đó, tại làng Juran, thị trấn Jingji, lượng mưa là 274,9mm. Sau trận mưa, mực nước của hồ chứa Jintian nằm ở thượng nguồn thị trấn Jintian ở thành phố Guping đã tăng mạnh. Đến khoảng 8 giờ ngày hôm nay, mực nước đạt 97,65m nên hồ bắt đầu xả lũ. Đến khoảng 10 giờ, lưu lượng xả lũ của hồ đạt 1.939m³/giây. Tuy nhiên, lượng nước vào hồ chứa thượng nguồn lên tới khoảng 2.300m³/giây. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, khoảng 12 giờ, các sở ngành liên quan đã dùng máy xúc đào đập phụ của kè hồ để xả lũ với tổng lưu lượng 2.500m³/giây. Hôm nay, tại các thị trấn Jintian, thành phố Guping bị lũ lụt bao vây và đoạn Jijing của đường cao tốc loại 2 từ Busan đến Pingnan bị gián đoạn do lở đất. Tính đến 18 giờ 30 phút chiều nay, hơn 60.000 người ở 4 thị trấn bao gồm Jitian, Jijing, Dongxin và Jinku bị ảnh hưởng với 100 người chết và hàng chục người mất tích. Có hơn 40.000 người cần hỗ trợ y tế, trong đó có hơn 12.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp. Có một tình huống đặc biệt đáng được quan tâm, đó là sau khi trận lũ gây ra thảm họa, phóng viên phỏng vấn cho rằng nạn nhân không nhận được cảnh báo lũ dẫn đến lũ bất ngờ. Lũ Dương Tử. Trong mùa lũ năm nay có 8 đỉnh lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử và lũ ở trung và hạ lưu, tạo thành lũ trên toàn lưu vực. Từ đầu tháng đến nay, do mưa lớn, hệ thống nước hồ Poyang bị lũ lụt và mực nước các sông Phu Hê, Tân Cương và Trường Giang liên tiếp vượt mức cao lịch sử. Lũ lụt cũng xảy ra ở các sông Jishui, Yuanjiang và Xijiang của hệ thống nước hồ Đô Tinh. Lũ từ hai hồ hòa vào sông Dương Tử khiến mực nước bên dưới Jilian, dòng chính ở hạ lưu sông Dương Tử dâng lên nhanh chóng, lần lượt vượt mức cảnh báo. Từ hơn 20 ngày nay, vùng mưa chính di chuyển lên thượng nguồn sông Dương Tử. Đỉnh lũ đầu tiên xảy ra ở Nghi Sương vào ngày đầu tháng với lưu lượng 54.500m³/giây. Nước ở Jianli, Wuxie, Jiuyang và các trạm thủy văn khác đã vượt có mực nước cao nhất trong lịch sử. Đỉnh lũ thứ hai xảy ra ở Nghi Sương với lưu lượng 55.900m³/giây. Trong thời kỳ này, mực nước của dòng chính ở trung và hạ lưu sông Dương Tử đã từng giảm xuống do dòng nước nhỏ từ hệ thống nước hồ Đông Tinh và hệ thống nước hồ Poyang. Từ 10 ngày nay, lượng mưa lớn trên diện rộng lại xảy ra ở vùng trung lưu sông Dương và các trận mưa lớn liên tiếp xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các vùng lân cận. Và hôm nay, một trận lũ lớn đã xảy ra ở sông Yunjiang, hệ thống nước hồ Đông Tinh, trận lũ lớn thứ hai trong thế kỷ này. Đồng thời, sông Tân Cương và sông Lệ An của hệ thống nước hồ Poyang cũng trải qua những trận lũ lớn. Đỉnh lũ thứ ba xảy ra ở Nghi Sương vào ngày hôm qua với tốc độ dòng chảy là 51.700m³/giây. Mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử lên nhanh. Mực nước của các trạm thủy văn như Jishu, Jinlian, Dian Thong Hoang, Lushan, Chang Jingli và Hoku một lần nữa vượt mực nước cao nhất trong lịch sử. Trong tháng 8, mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và hai hồ vẫn ở mức cao, 5 đỉnh lũ xuất hiện ở thượng lưu sông Dương Tử, trong đó có 3 đỉnh lũ liên tiếp trong vòng 10 ngày, khiến mực nước các trung lưu tiếp tục lên. Đỉnh lũ thứ tư xảy ra ở Nghi Sương với lưu lượng 63.200m³/giây. Vào lúc 4 giờ ngày hôm nay, mực nước ở Shanxi đạt 44,95m, cao hơn 0,28m so với mực nước lũ năm 1954. Đỉnh lũ thứ 6 xảy ra ở Nghi Sương với lưu lượng 63.300m³/giây là đỉnh lũ lớn nhất năm. Trong quá trình tiến về trung và hạ lưu, đỉnh lũ lần này gặp lũ sông Thanh Giang, hồ Động Đình, hồ sông Hàn, các trạm thủy văn ở giữa đạt mực nước cao nhất vào giữa tháng 8. Mực nước đỉnh lũ của Ga Liu Shaxi, Jiali, Liang Hoa Tang, Losan và các trạm thủy văn khác lần lượt là 45,22m, 38,31m, 35,8m và 34,95m, vượt quá mực nước cao đo được trong lịch sử là 0,55m, 1,25m, 0,79m và 0,77 tương ứng là mét.
Trạm thủy văn Hán Khẩu mực nước cao nhất năm là 29,43m, cao thứ hai trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,3m so với mực nước năm 1954, đỉnh lũ thứ 7 và thứ 8 ở Nghi Sương nhỏ hơn đỉnh lũ thứ 6. Lưu lượng đỉnh lũ và tổng lượng lũ là các chỉ tiêu chính để đo độ lớn của lũ. Đặc điểm của việc kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử là việc kiểm soát lũ của dòng chính sông Dương Tử phía trên Cheng Dinh Li chủ yếu được kiểm soát bởi dòng chảy đỉnh lũ. Đoạn sông bên dưới Cheng Dinh Li chủ yếu được kiểm soát bởi lượng lũ do đến tác động điều tiết của hồ Đông Tinh, hồ Po Yang và các hồ nối với các sông khác. Năm nay tổng lượng lũ ở thượng lưu sông Dương Tử là lớn nhưng lưu lượng đỉnh lũ nhỏ hơn năm 1954 và lưu lượng đỉnh lũ ở Nghi Sương tương đương với thời gian xuất hiện 6 đến 8 năm so với năm 1954 và 1931. Đối với các trạm thủy văn chính ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, lưu lượng đỉnh của Lưu San, Hán Khẩu, Đại Đồng và các trạm khác năm nay nhỏ hơn năm 1954 và dòng chảy đỉnh cao của Hán Khẩu lớn hơn so với năm 1931. Lũ lụt sông Tùng Hoa. Sau mùa lũ năm nay, lượng mưa ở lưu vực sông Nên Giang ở thượng nguồn sông Tùng Hoa cao hơn đáng kể và 3 trận lũ lớn liên tiếp xảy ra. Trận lũ đầu tiên xảy ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Lũ chủ yếu đến từ thượng nguồn sông Nen và các phụ lưu của nó là sông Gan và sông Numin. Trận lũ thứ hai xảy ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Lũ chủ yếu đến từ trung và hạ lưu sông Nen Giang và các phụ lưu của sông Numin, sông Arun, sông Yalu, sông Chua Er và sông Chao Er bị lũ lụt lớn. Trận lũ thứ ba xảy ra vào đầu và giữa tháng 10 và nó là một trận lũ lớn trên toàn bộ lưu vực sông Nen Giang. Mực nước của trạm thủy văn sông Gunchenji của các nhánh sông Numin, trạm thủy văn Nam Trang của sông Yalu và trạm thủy văn Tao Nan của sông Tower đều vượt quá kỷ lục lịch sử và thời gian lũ tái diễn là 100 đến 1.000 năm. Bị ảnh hưởng bởi lượng nước đổ vào từ các nhánh sông khác nhau, mực nước của dòng chính sông Nen Yang tăng nhanh. Mực nước cao nhất của các trạm thủy văn Tongmeng, Qihihua, Yangqiao và Dalai là 170,69m, 149,3m, 142,37m và 131,47m tương ứng, vượt quá mực nước cao nhất đo được trong lịch sử là 0,25m và 0,69m, 1,61m, 1,27m. Trong trường hợp xảy ra 6 vụ vỡ tràn của kè Nen Yang, lưu lượng đỉnh của các ga Qihihua, Yangqiao và Dalai đều vượt quá năm 1932. Mực nước cao nhất tại cáp Nhĩ Tân, dòng chính của sông Tùng Hoa là 120,89m vào ngày hôm qua, vượt quá mực nước cao nhất đo được trong lịch sử là 0,84m. Tốc độ dòng chảy là 16.600 m³/giây, thời gian lũ lặp lại khoảng 150 năm. Lớn hơn năm 1932, lưu lượng đỉnh lũ lặp lại là 16.200 m³/giây và trận lũ năm 1957, lưu lượng đỉnh lũ lặp lại là 14.800 m³/giây. Trận lũ lớn đầu tiên của thế kỷ này, lũ sông Xiyang Minyang. Vào tháng trước, một trận lũ kéo dài cả thế kỷ đã xảy ra ở sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang. Trạm thủy văn Quế Lâm ở thượng nguồn sông Quý Giang, một nhánh của sông Tây Giang đã trải qua 4 đỉnh lũ liên tiếp trong tháng trước, với mực nước cao nhất đạt 147,7m, cao nhất trong lịch sử. Bị ảnh hưởng bởi tổng hợp của lũ từ các nhánh chính và phụ lưu sông ở phía thượng nguồn và lượng mưa trong khoảng thời gian ngắn, lưu lượng tối đa của Ngô Châu, dòng chính của sông Tây Giang là 52.900 m³/giây và mực nước là 26,51m, đó là trận lụt lớn thứ hai trong thế kỷ này. Vào giữa đến cuối tháng trước, mưa xối xả liên tục xảy ra trên lưu vực sông Xinjiangqi và Phu Tung. Các nhánh của sông Minh Giang ở Phúc Kiến gây ra lũ lớn trên dòng chính của sông Minh Giang. Lưu lượng dòng chảy tối đa của trạm điện thủy khẩu, dòng chính của sông Minh Giang là 37.000 m³/giây. Sau khi lũ được điều chỉnh và tích trữ nước trong hồ chứa, mực nước cao nhất của dòng chính trạm thủy văn Yuki là 16,95m và lưu lượng lớn nhất là 33.800 m³/giây. Đây là trận lũ lớn nhất trong thế kỷ này, thời gian lũ lặp lại khoảng 100 năm. 41 người bị thương, 120 người bị mắc kẹt trong trận động đất ở Tân Cương. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua, các vết nứt xuất hiện trên tường nhà của một người dân ở ngoại ô huyện Sichuan do một trận động đất. Lúc 5 giờ 7 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Sichuan, tỉnh tự trị Rajasthan, tỉnh tự trị Mông Cổ, Bayoleng và huyện Jing ở khu tự trị Tân Cương.
Tin tức truyền hình mạng Trung Quốc, tính đến 11 giờ 20 phút ngày hôm qua, một trận động đất 6,6 độ Richter xảy ra tại ngã ba huyện Tân Nguyên và huyện Hà Kinh ở Tân Cương đã ảnh hưởng đến 22.317 người ở tỉnh Gili, bị thương 24 người và làm hư hỏng 16.367 ngôi nhà và 11.300 ngôi nhà hư hỏng nặng. 1.969 phòng bị sập, 1.560 lán bị hư hỏng và sập, hơn 357.000 con gia súc bị chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 208,6 triệu nhân dân tệ. Theo cơ quan quản lý động đất Tân Cương, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra tại huyện Tân Nguyên và Hà Kinh vào sáng ngày hôm qua, khiến 17 người ở suối nước nóng Eriasan, thị trấn Gunansio, huyện Hà Kinh bị thương, trong đó có 16 người bị thương nhẹ và 1 người bị thương nặng. Sau trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở Tân Cương, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân sự đã nhanh chóng tổ chức đánh giá nhanh thiệt hại do thảm họa động đất, đồng thời điều động 2.000 lều, 10.000 mền và 10.000 áo khoác bông đến khu tự trị Tân Cương và 500 miếng bông cho binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương. 1.000 chiếc lều, 2.500 mền và 2.500 áo khoác bông đã được cung cấp để giúp những vùng bị thiên tai làm công việc tái định cư tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, sau trận động đất, Sở Nội vụ Tân Cương đã ngay lập tức phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa 3 cấp. Tất cả các lực lượng ở khu tự trị Tân Cương đã đầu tư đầy đủ cho công tác cứu trợ động đất và thảm họa và hàng nghìn người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi. Hiện tại, tình hình thảm họa chi tiết vẫn đang được xác minh thêm. Đồng thời, cử hai nhóm công tác lần lượt đến Hengjin và Sichuan, đồng thời phân bổ 200 lều và 500 mền cho hai quận và phương án ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp nhanh chóng được triển khai. Đồng thời, cử hai tổ công tác đến khu vực thiên tai để xác minh tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc đã đưa ra phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3. Được biết, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ở huyện Sichuan và huyện Hengji vào sáng ngày hôm qua. Nó cách hạt Hengji 178 km, cách huyện Sichuan 124 km, cách thành phố Ushu 115 km và cách Siheji 140 km. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc thông báo rằng 41 người bị thương trong trận động đất ở Tân Cương, trong đó có một người bị thương nặng. Nhiều phần của quốc lộ 217 ở huyện Sichuan bị sập, khiến khoảng 120 người bị mắc kẹt. Trận động đất làm sập một ngôi nhà đơn sơ ở thị trấn Gunaixi, huyện Heijing, Tân Cương. Hôm nay, những người bị thương ở thị trấn Gunaixi, huyện Heijing đang được hỗ trợ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của Ba Bê Tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.